đi chân sớm rồi. Mai nghỉ à? Mai nghỉ. Ngay tắt cái người này đi cho mẹ. Tắt đi ngâm đi. Ai coi hai thằng? Ôi số 4 ngày, nó ở nhà phát sợ bà nên ạ. Muốn nó về đây, muốn nó đi đâu? Về 5 ngày, 4 ngày đi uống rượu mà. Đi 5 ngày về vậy? Chả phải ở nhà nó vậy. Ở nhà nó chả bao giờ nó uống nhưng mà hết thằng nào đủ nó đi. À, chị thấy những người bị rối loạn tiền đình ấy với lại mất ngủ như chị Xoa con đấy 27 tuổi đã mất ngủ rồi mà nó mới trong hôm đấy chị gặp nó là mới ngày thứ ba mà nó bảo dễ chịu lắm rồi cô ạ, mà sao chị cứ đi dùng thuốc ngủ làm cái gì, tôi bảo từ lâu rồi đi mà châm cứu đi bà ạ. Đéo thì tao cái chỉ vậy châm cứu rồi tỉ cái kim nó đâm một người không đau à? lúc nó châm vào thì nó nhói như cái lúc mình chọc cái kim tiêm ấy, nhưng mà lúc nó cho điện mà nó giật giật mình dễ chịu lắm. Với lại nó có nó sung điện cho nữa, nó sung điện mỗi lần 30 phút chừng cứ 30 phút là 1 tiếng. Cái sung điện đấy dễ chịu lắm. Thì bà chị châm một tuần nưng xong chị châm xong một tuần vai gáy. Còn 4 ngày làm dịch vụ thì mai chị làm nó siêu âm hệ đầu gối này, nó có về đông y nó có cái siêu âm hệ đầu gối để cho mình đỡ khô xương khớp các kiểu đấy. Hai đầu gối của chị hôm trước à, hôm một ngày à, nói gì nó dở rời nó sao